Bơi chỉ có tự nhiên càng rồi. Ông này lên đi con. Quay. Xuống luôn. Bỏ đi, rồi xuống mẹ lên. Bên đây giờ xe này chạy anh xe này chạy vô chấm luôn vậy không? Đây là mộ ba mẹ nghệ sĩ Thanh Tòng. Dạ. Ủa sao không sinh được đây nằm kế bên? Người ta mua rồi. Nghĩa hội là không mua trước giờ mua rồi, ta chưa chôn, mua dưỡng sinh.